Kính bạch sư, nếu không có tỳ kheo ni khác, có thể nào 15 ngày tụng giới một mình được? Con cảm ơn sư. Xin thưa là nếu như mà quý vị học cái giới thì quý vị sẽ biết là mình có cái tụng giới một mình nha. Trong ngày giới mà mình chỉ có một mình thì có tụng giới một mình. Quý vị nên học đọc qua cái phân tích giới, cái bộ tạng luật đó, của ngài chánh thân, tức là ngài Indachanda, có gồm có phân tích giới tỳ kheo 1, 2, phân tích giới tỳ kheo ni, rồi đại phẩm, tiểu phẩm, rồi tập yếu, nên đọc nha. Mình tu sĩ mà mình không có đọc tạng luật đó, thì nó kẹt dữ lắm. Nhưng mà nó như vậy nè, tỳ kheo ni thì phải sống với tăng, tức là sống với tỳ kheo tăng đó, để có cái sự giao giới, và trong luật thì bắt buộc phải sống gần đó, chứ không cách gì mà mình sống một mình được. Cho nên là người tỳ kheo ni thì không thể sống một mình. Mình sống một mình á, là mình không đi đâu được hết. Học luật dùm sư nghe. Cho nên là cái này thì sư vẫn khuyên là người nữ thì phải có bạn đồng tu, chứ không thể ở một mình. Thì biết là về vấn đề này Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào, chứ có lẽ vị này là thuộc hệ phái Phát Kiến. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, theo sư hiểu đây là một cái câu hỏi của một sư cô thì kheo ni bên hệ phái Bắc Truyền. Thú thật thì sư cũng không có rõ về giới luật bên bên hệ phái Bắc Truyền, cho nên là cũng mong là sư cô có xem cái live này cũng hoan hỷ, tại vì sư có không có tìm hiểu qua nên không có làm bàn, nếu mà làm bàn đi quá xa thậm chí sai nữa. Cho nên là cũng xin mong là cái người đặt câu hỏi này hoan hỷ. Xin lướt qua câu hỏi. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.